Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ. 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 hay vào website cá nướng da giòn com Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả có đi là Sài Gòn TV. Xin được nhắc là chúng tôi có ở trên Facebook, có ở trên YouTube. Uh, hai cái mảng này đó thì mình có thể coi đi coi lại uh, lúc nào cũng được hết hoặc là coi live ngay giờ phút này. Uh, riêng nếu với tivi bình thường thì miền Bắc California là đại 16.11 ở bên Houston Texas thì 27.6 và ở miền Nam California là 56.10. Rất vui được gặp lại các vị trong ngày thứ ba hôm nay 25 tháng 7 2023. Và ngày hôm qua tiếc hùi hụi. Chú gì? Ngày hôm qua đó uh, buổi sáng đó, tôi có post ở trên Facebook là hôm nay giữa hai món ăn rất ngon oh. chiều nay là kim chi và mình uống cà phê. Kim chi là xứ sở Hàn Quốc và cà phê là Colombia thì uh, mọi người nghĩ uh, món nào ngon hơn thì người ta nói rằng là kim chi kim chi oh. tức là đội banh Hàn Quốc, đội banh nữ Hàn Quốc gặp đội banh nữ Colombia. Colombia là xứ sở của cà phê, của ai cũng ừ. biết rồi. Và Hàn Quốc thì xứ sở của kim chi. Thì mọi người bạn bè ai cũng nhảy vào và nói rằng là phải phải đi theo kim chi, tự hào châu Á ừ. là một, thứ hai nữa là kim chi có sâm ngàn năm tuổi, thế nào cũng là <laughs> khỏe hơn, chạy nhanh hơn và đá tốc độ hơn là đội Colombia. Wow. Thế cùng. nhưng kết quả lại về ngược, đội Hàn Quốc đội Colombia nửa trái banh. Đội Hàn Quốc chấp Colombia nửa trái. Rồi. Và cuối cùng thì tỷ số là Colombia thắng 2-0. <laughs> Hết chuyện. Trời. <laughs> <laughs> Gì vậy? Không tắt tivi luôn không coi nữa. Mới đầu đó <laughs> cái quả đầu tiên mà đá vào đó, đó ừ. là cái quả phạt. Tức là trong lúc tranh banh đó. rồi chạm banh vào tay làm sao đó thì được đá phạt. À, thì khi mà đá phạt như vậy đó thì thưa quý vị à thủ môn không bắt được trái bàn đó và từ cái phút mà bị đá phạt trước khung thành như vậy đó đây nè khúc này là khúc đá phạt nè một 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 cầu thủ của bên nam Hàn bị 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 phạt đó, đá một cái bàn nè đó cứ bị nhìn thấy ha vô một không liền từ cái phút đó thì xa suốt rồi tức là từ cái phút đó đó là đội Nam Hàn mất niềm tin luôn phạt vô duyên quá <laughs> à, bị phạt một cái xong đi vô một0 Thế thì xúc, 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 mấy phút sau thôi là tới trái thứ hai lọt không thành và đến hết giờ thì không có gỡ lại được để hai không từ hiệp 1 mà tới hết hiệp 2 luôn đó Ngọc Lan wow. như vậy là ngày hôm qua đó là có uh, Hàn Quốc đấu với lại đá với lại Colombia rồi uh, trận với ai nữa Tr trận thứ hai nữa là đã đội uh, New Zealand với Philippines New Zealand với lại philippines đúng rồi. rồi có tỷ số có 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 ngược đời nữa không cũng là ngược đời nữa wow. tại vì sau khi mà thua cái trận mà giữa đội korea với lại colombia đó thì mọi người philippines là một cái nước mà không có chuộng bóng đá okay. nhưng vì một cái tin nhắn tin nhắn là kêu gọi mọi người là nước mình bây giờ là bắt đầu bóng đá đi yeah. à philippines nha có cái môn có những cái môn thể thao mà người ta gọi là nước 3B, ừ. là 3 b tức là ba chữ b ừ. thứ nhất là pizza thuộc pizza là số 1 nè oh. boxing là hai nè ừ. và cuối cùng nữa là basketball tức là bóng rổ ừ. không có đá banh à. thế thì từ một cái tin nhắn là tại sao nước mình không có một cái đội banh ừ. thế thì người ta mới kêu gọi và đi tuyển nhân tài ừ. một số những cầu thủ đá banh cho đội Philadelphia là đến từ mỹ Định cư ở đây nhưng mà trở về phía Tân để đá cho đội banh của nước mình à. cũng như là Hàn Quốc cũng vậy nữa ừ. Hàn Quốc cũng có một số cầu thủ không phải là ở Hàn Quốc nhưng mà ở Mỹ nhưng mà trở về để đá cho đội Hàn Quốc ừ. đó. ở Việt Nam tại Việt Nam thì tôi không biết là là có bao nhiêu người là ở Việt ở Mỹ mà đi về Việt Nam đá cho đội Việt Nam thì có rất không biết nhưng mà cái đội cái nhưng mà ngày hôm qua đó thì sau khi mà đội uh, Hàn Quốc uh, không tạo được thành tích gì hết mà làm thất vọng nhiều người thì ừ. người ta đổ xô qua New Zealand và Philotan. Philotan ừ. Phi là một đội bóng mới. Trong khi đó New Zealand là nước chủ nhà. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là ai sẽ hơn chân ai? Nước chủ N nhà. New Zealand chấp Philotan luôn mà. Ồ, cũng, giống như bên kia là, cũng giống như bên kia bên là, là uh, Nam Hàn là ừ. chấp ừ. Colombia. Và cuối ừ. cùng nó thì ngựa cũng về ngược nữa. Ồ. Nước chủ nhà lại thua nước Phi Tân một không à trận thắng của Philippines ngày hôm qua là hình như là trận thắng đầu tiên của World Cup của Philippines năm 2023. Wow. À, quý vị vừa nghe anh Nguyễn Trường à, tóm lược lại các cái trận đấu ngày hôm qua giữa các đội tuyển với nhau, à, giữa đội Nam Hàn với đội Colombia, giữa đội Philippines và đội New Zealand. À, chúng tôi vẫn à, Leader Sports TV có cái chương trình là bình luận trực tiếp À, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 do Lê Thái và Luân Vũ thực hiện ở trên à, đài 56.10 cũng như là ở San Jose Houston à, ở trên Lido Sài Gòn TV.com chương trình đó thì không có trực tiếp trên YouTube và Facebook à, rất mong là quý vị sẽ đón xem những ai mà không có quen xem ở trên à, TV 56.10 thì quý vị có thể xem ở trên à, cũng là online lido Sài Gòn TV.com À, bắt đầu à, ở đây là những cái vòng loại đầu cho đến bắt đầu vòng bán kết và vòng chung kết Thì chúng tôi sẽ có quà tặng cho những khán giả tham gia à, xem chương trình À, và mỗi ngày thì trong chương trình à, cà phê sáng cũng đều sẽ dành có một phần để mà nói về các cái tỷ số giữa các bàn, các đội thi đấu như thế nào, có những cái gì hấp dẫn. À, ví dụ như ngày hôm nay Ngọc Lan đã nói trước Ngọc Lan là người không biết đá banh. Ngọc Lan chỉ xem tin tức đá banh thôi, à, từ cái thời bắt đầu mà biết nhiều đến đến à, có nghĩa là quan tâm nhiều đến những cái sự kiện liên quan đến à, À, bóng đá từ bóng đá nam cho đến bây giờ là bóng đá nữ là do được phân công đi làm việc thôi thì mới biết được những cái cái gì nhưng mà coi thì không biết coi mình chỉ ngồi coi cái người coi đá banh thôi để coi cái quan sát cái thần thái cái thái độ của mọi người xem đá banh là như thế nào cũng như là ngày hôm nay khi mà anh nguyễn trường nói về đội À, Nam Hàn hay là đội Philippines thì Ngọc Lan mới biết được. Ồ oh, thì ra là Philippines đó giờ họ không họ không có chuộng đá banh nhưng mà là xuất hiện ở trong World Cup thì họ lại ghi bàn. Hay là ví dụ như là đội Nam Hàn là cái đội mà cũng được đánh giá rất cao về cái cái cái, 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 cái khả, khả năng, năng là đó. họ sẽ à. thắng nhưng mà cuối cùng họ lại thua Colombia à, rồi xong rồi à, độc ở trong này mới biết được là ồ oh, thì ra là à, mặc dù mang tiếng là đội à, Nam Hàn đá cho đội hàn quốc nhưng mà có những cầu thủ là từ lúc mới một tuổi mới, <laughs> no, mới một tháng thôi là đã theo gia đình sang định cư ở tại hoa kỳ rồi nhưng mà bây giờ lớn lên thì họ vẫn có thể họ trở về vẫn mang cái quốc tịch là của quốc gia đó để họ đá cho quốc gia đó cũng như là Philippines nhiều cầu thủ cũng là trưởng thành ở Mỹ nhưng mà họ cũng trở về để họ mang màu cờ sắc áo của quê cha đất tổ. Ở riêng ở trong cái đội nữ Việt Nam kỳ này đó thì mình không đọc thấy cái thông tin đó nhưng mà đối với lại đội nam thì Ngọc Lan nhớ là một cầu thủ nào đó cũng là là người ở Mỹ tức là sinh trưởng ở Mỹ nhưng mà ở có nguồn gốc Việt Nam tức là cũng có bố hoặc là có mẹ Việt Nam thì cũng có thể trở về lấy đá cho đội Việt Nam thì Ngọc Lan nghĩ trong tương lai đó tại vì nhiều người so sánh à, thể lực của các cầu thủ Việt Nam á hơi yếu hơn hơi các yếu cầu yếu thủ rồi. ở Châu Âu đúng không nhỏ con hơn yếu hơn cho nên là có dù nhiều khi kỹ thuật tốt cũng không có đấu lại được cái sức bền thì biết đâu được sau này có những người à, phụ nữ những cô gái sinh trưởng ở Mỹ nhưng mà cố gốc gác Việt Nam trở về thì có thể thay đổi được tình thế anh Trường? À, cái điều chú ý đó là ngày hôm nay cũng có những cái trận banh tại vì cái kết thúc vòng loại vòng 1 là ngày hôm qua rồi à, bắt đầu đi đi vô tới vòng 2 của cái vòng vòng loại đó thì ngày hôm nay 10 giờ đêm hôm nay đó thì có đội Nhật đã với đội Costa Rica 12 giờ 30 phút sáng đó, có đội Tây Ban Nha đá với đội Zambia. Canada là 5 giờ sáng ngày mai Canada đá với lại à, Ireland và trong khi đó thì 6 giờ chiều ngày mai mọi người đang mong chờ Mỹ đá với Netherlands Hà Lan đó đây là cái lịch trình đó quý vị đó Mỹ đá với Hà Lan à, qua tới ngày thứ năm nha 10 giờ 2 12 giờ 30 phút sáng là đội Bồ Đào Nha đá với Việt Nam Wow, wow bồ đá với Đó Việt là Nam. ngày thứ 5, 27 okay. 12 giờ 30 phút sáng Lúc đó là thức đêm đó ừ. mày quá sáng thứ sáu tôi không có đi làm <laughs> Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan Sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. À, trở lại với những tin tức bình thường thì sáng ngày hôm qua vào lúc khoảng 8 giờ rưỡi sáng thì một có một cái chiếc xe đậu ở gần cái đậu ở trong cái cái khuôn viên của bãi biển gọi là Rancho Palos Verdes thì có hai người ngồi trong xe một nam một nữ bị một ai đó bắn chết thì khi mà cảnh sát được gọi đến lúc khoảng 8 giờ rưỡi thôi thì cái sự việc này nó gây chấn động hết cho tất cả những cái người ở xung quanh khu vực biển đó bởi vì họ nói họ vốn là cái nơi đây người ta đi đi tới đi lui rất là nhiều người ta đi tập thể dục người ta đi dạo Ờ, đủ thứ hết và chưa bao giờ mà có những cái, cái cái tình trạng giống như là một cái kiểu bạo động như vậy xảy ra, cho nên à, khi mà họ được gọi đến, ngọc à, ta xin lỗi khoảng 6 giờ rưỡi sáng, khoảng 6 giờ rưỡi sáng thì cảnh sát đã phát hiện ra hai người ngồi ở trong xe, thì bây giờ người ta cũng à, chưa có công bố tên nạn nhân luôn. À, có một điều á là ngay cái khu vực đó lại không có cái camera giám sát, thành ra bây giờ cảnh sát cũng chưa có biết được, à, chỉ đang coi là những ai có những cái thông tin liên quan đến vụ việc này thì báo với cảnh sát à, riêng hai nạn nhân thì chỉ biết là một nam một nữ thì người ta đang tìm cách báo với gia đình và cũng chưa có công bố cho mọi người biết nhưng mà những cái người dân ở quanh cái vùng này á họ nói rằng là khủng khiếp quá tôi tôi không ngờ rằng cái chuyện nó xảy ra như vậy và nhất là khi mà biết rằng là ngày mới đó tôi cũng đậu xe ở gần cạnh cái chiếc xe mà vừa mới xảy ra cái vụ bắn đó à, thì đó là cái tin mà đúng là cái cái cuộc đời không có thể nào biết được nhưng mà một nam một nữ trong xe chắc là phần nhiều liên quan đến có thể là cái chuyện mà ghen tuông hoặc là gì đó cũng có thể lắm ừ. trong khi đó thì một bản tin khác không vui không vui chút nào hết à, quý vị thấy giá xăng bây giờ đó nó đâu có xuống đâu nó cứ uh, lúc thì nhích lên một chút xíu lúc thì nó hạ xuống một tí xíu thôi được mấy ngày sau đó nó lại lên <laughs> thì một cái bản tin cho biết rằng là từ hồi dịch tới giờ đó thì giá xăng cứ tiếp tục tăng lên mặc dù là có một vài ngày thì giá xăng nó hạ xuống làm cho mọi người nghĩ rằng là giá dầu thô nó xuống làm giá xăng nó xuống vân vân mùa hè tới tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9 tháng 6, 7, tháng 8, 9 là những tháng hè thì riêng tại tiểu bang California họ phải cho thêm vào trong xăng những cái chất hóa học tốn tiền là chúng ta phải trả rồi nè những chất hóa học đó Để giúp cho bảo vệ môi trường cũng như là ít thải khói ra vân vân đó những chất hóa học có làm cho xăng nó 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 không có độc hại đó là giá xăng nó đã lên rồi mùa hè người ta đi chơi nhiều cái vấn đề gọi là cung và cầu nó cũng uh, khác biệt nhau nữa cho nên giá xăng nó không có xuống thế nhưng mới đây công ty Exxon ở Baton Rouge ở Louisiana cho biết rằng là vì có trục trặc trong vấn đề máy móc ở tại cái xưởng lọc dầu của Exxon của ở Louisiana. Cho nên một vài tháng mùa hè bắt đầu từ ngày hôm nay tuần này cho tới hết mùa hè luôn thì cái 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 cái, cái mảng mà lọc dầu ở Exxon này đó sẽ phải tạm đóng cửa để bảo trì. Vì thế cái nguồn cung cấp xăng sẽ giới hạn lại. Và vì thế sau khi nghe tin này đó thì mọi người đều nghĩ đến ngay là giá xăng sẽ lên và đúng như vậy sáng ngày hôm nay ở trên uh, trang yahoo cho biết rằng là chúng ta có thể phải trả nhiều tiền hơn để mua xăng trong những tháng hè sắp tết còn lại tháng 8, tháng 9, tháng 10 có thể là vậy là tại vì cái uh, một phần của công ty exxon ở Baton Rouge ở louisiana phải đóng cửa để bảo trì và họ không không cho biết là um, chừng nào sẽ xong cái việc này họ chỉ nói là có thể đến hết mùa hè này đó, cho nên chúng ta sẽ thấy là khi bây giờ đi đổ xăng bắt đầu từ ngày hôm nay thì nó sẽ nhích lên từ từ vài sen vài chục sen vân vân có thể lên tới cả đồng bạc nữa cho một lông xăng à, đó là cái tin không vui tại vì mùa hè này đó thì nhiều bắt nhiều nhà bắt đầu là à, con em nữa là không có đi học đó là bắt đi đầu trời. đi chơi xa vân vân Và đổ xăng nhiều đó thì không biết là có ảnh hưởng tới xăng của máy bay hay không nữa hay là vé của máy bay có tăng lên hay không nữa nhưng mà nó ảnh hưởng đến mọi người hết ở tại Hoa Kỳ này vì công ty Exxon bảo ừ. trì. Ờ, thưa quý vị, nếu mà ai mà có dùng Facebook nhiều thì thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy ở dưới những cái 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 dòng mà bình luận đó, những cái comment sẽ sẽ có những cái người tự nhiên họ vô, họ nói rằng là công ty công ty chúng em sẽ giúp cho quý vị có được tăng view hay là tăng số lượng người xem à. đủ thứ hết đó. đó thì hoặc là có những người á người ta vừa mới lập ra những cái trang youtube hoặc là facebook bây giờ họ làm cái đó với mục đích là kiếm tiền và họ muốn tăng cái lượng view lên tại vì theo cái thói quen á nhiều người ví dụ như họ vào họ thấy ở cái trang đó hay là cái youtube đó tự nhiên có nhiều view thì tự nhiên họ họ cảm giác rằng là cái chỗ đó nó hay thì họ vào họ xem thì cái người xem thật á sẽ nhiều nhiều lên thì cái 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 người chủ của cái kênh đó họ sẽ được những cái quyền lợi nhưng mà khi mà đăng lên là à, cần phải tăng view vân vân thì họ có cả một cái hệ thống để làm cái chuyện đó và người ta gọi cái đó là họ dùng phone farm tức là cả một cái cánh đồng phone để làm thì ngày hôm hôm nay á là ở Việt Nam họ bắt đầu họ phân phui họ đi tìm ra những cái chỗ mà gọi là những cái cái chỗ mà họ bán họ gọi là những cái cổ máy gian lận á để tạo triệu view trên TikTok hoặc là Facebook họ <laughs> bỏ cho mọi người biết là làm như thế nào họ dùng những cái chiếc điện thoại họ dùng những cái sim mà giống như là rồi uh, sim rác đúng không thì họ bắt đầu họ cài vô thì quý vị sẽ thấy họ làm như thế này rồi họ có những cái hệ thống máy móc bắt đầu họ cài đặt vô họ cài đặt vô những cái máy như thế xong rồi bắt đầu khi mà họ kích hoạt nó đó họ cho nó chạy giống như là chạy một lượt như vậy thì cả như ở đây quý vị thấy cả hai chục cái phone như vậy thì cả hai chục cái phone nó mỗi cái là một cái số riêng đúng không ừ. Ê, khi mà nó cho vận hành thì thay gì ở ngay à, một cái tin đó đi được post lên Thay vì có một người coi thôi Bây giờ họ click vô đó Họ làm thì cái này hai chục cái coi một lượt Mà khi mà gọi là cái phone farm như vậy Tức là một cái cánh đồng farm Một cái cánh đồng phone như vậy Thì họ làm nhiều nhiều lắm Để mà giống như là có nhiều người xem Thì cái đó là họ tạo nhiều Gọi là giống like như nữa. là uh, cái view giả vậy đó uh, Nhiều người xem Rồi bấm vô bấm like vân vân thì những cái này, á, những cái người mà họ làm giống như là không có tử tế á. Tức là bây giờ họ muốn làm sao để mà à, tạo tăng cái view của họ Thì họ mua, họ mua cái này Họ mua những cái công ty mà nó làm cái này Ví dụ như trả là bao nhiêu tiền Thì trả sao tăng lên là 1.000 view, 2.000 view Thì họ trả bao nhiêu Thì những cái chỗ mà nó chuyên ngồi nó làm những cái này nè Nó sẽ ngồi nó thực hiện cái việc đó Nhưng mà cái đó là giả Thành ra có một khi mà Facebook hoặc là Youtube hay là Tiktok họ phát hiện ra được những cái này á thì họ cũng sẽ có những cái biện pháp đối với lại gọi là tạo cái nick ảo hoặc là facebook ảo hoặc là cái view ảo nhưng mà nhiều người thì người ta cũng nói rằng là ô à, nhờ mà họ mua cái này cho nên á họ tạo được giống như một cái bước đệm lúc đầu tự dưng ô người này vừa mở ra cái facebook mà sao cả cả ngàn người vô coi rồi hai ngàn người vô thì thế là những người khác cứ theo theo như vậy thì bắt đầu họ lôi được những cái người mà thật vô thì đó là một cái cách để làm <laughs> nhưng mà như đã nói uh, Little leader sài gòn tv vừa mới được uh, nút bạc trên youtube á và rất là tự hào rằng là chúng tôi làm bằng view thật của khán giả thật chứ không có cài gọi là cái chữ là cài view hoặc là mua cái view ảo này xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm một đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp tương khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Trở lại với cà phê sáng, thưa với quý vị có một cái bản tin chắc chắn là quý vị nào mà đi những chuyến bay mà bay dài đó có nghĩa là từ đây bay qua nước Úc hay từ đây bay qua Việt Nam rồi mình ghé lại ở một nước thứ ba rồi mình tới tới Việt Nam đó thì cái bản tin này cho thấy là một chuyến bay của hãng United Airlines số 871 khởi hành từ San Francisco đi Đài Loan. Chắc chắn là ở trong này cũng có nhiều người Việt Nam ở San Francisco đi tạm ngừng ở Đài Loan và sau đó chuyển máy bay đi về Việt Nam hoặc là đi những nước khác ở quanh Đông Nam Á. Cái chuyến bay này khởi hành từ San Francisco bay ở trên trời được 2 tiếng đồng hồ phải quay ngược trở lại phi trường san francisco vì một người đã không nghe theo lời hướng dẫn của các tiếp viên ở trên máy bay cái người này mua vé là hạng phổ thông tức là ngồi những cái hàng ghế mà ba ghế bốn ghế ở phía sau đó nhưng khi mà máy bay vừa bay đó, thì người này cứ tiếp tục đi lên những cái ghế trống ngồi ở hàng ghế thương gia Oh. đó ông này cứ đứng ngồi lên cái hàng ghế đó đèo tức là đòi ngồi ở trên đó ừ. khi mà được nhắc nhở là ông phải trở về cái hàng ghế phổ thông của ông đã mua thì người này không có chịu sau đó nhân viên tiếp viên mới nói ông rằng là ông mà không có trở lại ghế của ông đó thì tôi báo với lại à, phi công trường đó là sẽ có những cái hành động tiếp theo ông này ông về nhưng mà khi mà các cô tiếp viên hay anh tiếp viên nó vừa quay lưng đi đó thì ông lại lén 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 ông lên cái hàng ghế thương gia ông ngồi nữa ông nói rằng là phải bay từ đây tới Đài Loan mà mất mười mấy tiếng đồng hồ làm sao mà ngồi dưới đây hoài được mà trên kia thì ghế trống không thôi không có ai ngồi hết thì tôi để lên tôi lên tôi ngồi đi thế thì sau những lần nói chuyện và khuyên lên này kia đó thì ông này không không chịu về cái hàng ghế của mình ngồi ông cứ bắt được bắt chứ là người ta vừa quay lưng đi một cái đó là ông lẹ 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 ông lên đó ông ngồi đó thế thì báo với lại phi công trưởng thì đây là một cái người gọi là sách nhiễu tiếp viên trên máy bay và không có tuân thủ theo những quy định của hàng không ừ. thì bắt buộc là phi công phải quay ngược trở về à, phi trường San Francisco khi mà vừa đáp xuống dưới phi trường San Francisco đó thì có nhân viên an ninh túc trực ngay lập tức và áp giải cái người này ra khỏi máy bay để cho máy bay đó tiếp tục cái được con đường hành trình của mình đi tới Đài Loan quý vị thấy nó mất công mình mày đi kiếm máy bay đó chắc mình cũng mệt lắm luôn á là tại vì đã bay được hai tiếng đồng hồ rồi yeah. mình nghĩ rằng là à còn có 10 tiếng nữa thì tới ha không <laughs> bây giờ phải quay ngược trở lại rồi sau đó lại ở dưới đất họ bắt đầu họ uh, phân tán công việc ra là à cái người này phải làm sao chờ nhân viên tới áp giải đi rồi sau khi làm thủ tục người này có nghe lời nữa hay không có cho lên máy bay nữa hay không mất bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi sau đó máy bay mới tiếp tục bay được nữa đó là cái câu chuyện xảy ra hôm thứ năm vừa rồi ở tại phi trường san francisco phiền thiệt luôn cái phiền ghê luôn mà mấy người đó cũng hơi lạ nữa <cười> <cười> là cứ nhưng mà ngọc lan nghĩ chắc là cái ông đó cái cái chắc đầu óc ông không có được bình thường à. À, thưa quý vị sáng ngày hôm qua à, thì cảnh sát ở massachusetts đã vớt được à, thi hài thi thể của một người là cựu đầu bếp của uh, cựu tổng thống uh, Barack Obama uh, người um, anh này thì 45 tuổi anh không biết là vì lý do gì khi mà anh đi giống như là chèo thuyền ở nơi gọi là Martha Vanja tức là cái nơi đó người ta nói là một cái khu nghỉ mát ở Massachusetts rất là đẹp thì khi mà anh chèo thuyền ở trên cái hồ gần đó đó thì anh bị chìm mất tiêu uhm. và trong ngày chủ nhật đó người ta đã đi tìm kiếm đi tìm kiếm rất nhiều nhưng mà người ta không thể nào tìm được xác anh vớt anh lên từ cái hồ đó cho nên là sau đó có một lúc người ta phải dừng lại để coi coi tìm ra cái cách thức nào khác hơn để mà có thể uh, vớt được uh, anh này lên, anh này tên là Tafari Campbell 45 tuổi. Thì uh, đến sáng thứ hai thì người ta mới vớt được xác của anh. Thì anh đây là từng là làm là đầu bếp cho cựu tổng thống Barack Obama cái thời ông còn đang đương chức nhưng mà sau đó khi mà um, gia đình Obama đã không còn giữ nhiệm vụ là tổng thống nữa hết nhiệm kỳ đó thì uh, gia đình của ông bà Barack Obama lại mời anh này tiếp tục làm cái người nấu ăn cho họ ừ. thì anh cũng đồng ý, anh đồng ý là anh tiếp tục cái công việc đó cho nên là không biết bây giờ cũng chưa biết là như thế nào người ta đang điều tra xem cái lý do mà anh chèo thuyền ở đó anh bị chết là vì đó là một cái tai nạn bất ngờ hay là có thể là một cái gì đó đứng ở đằng sau đó thì chưa biết thì bây giờ cảnh sát đang chờ để theo dõi cái công việc này là nó như thế nào. À, ngoài ra đó thì ngày hôm qua ở trong bản tin Ngọc Lan có nói là trong những ngày qua thì cái số lượng người mà đi khi mà đi hiking đi bộ, đi tập thể dục ở trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này á thì đã xảy ra nhiều những cái tai nạn đáng tiếc thì ngày hôm nay thì những cái bản tin của bên uh, miền Nam California họ đưa ra là những cái lời cảnh báo tiếp nhắc nhở rằng mọi người mà đi tập thể dục ở trong cái thời lúc mà nhiệt độ cao như thế này đó thì quý vị hãy thật là thận trọng để mà tránh những cái trường hợp mà bất chắc có thể uh, xảy ra ví dụ như là quan trọng nhất vẫn là cái uh, cái chuyện mất nước có nhiều người á khi mà họ được gọi đến để mà cấp cứu hoặc cái gì thì họ nói là Họ không nghĩ là trời nóng đến như vậy Mặc dù là cái điều kiện thời tiết người ta cứ ra để mà người ta cảnh báo cảnh báo Nhưng mà họ nói họ không ngờ nó nóng đến mức mà họ chịu không được Đã đưa đến những cái tai nạn đáng tiếc thì xin nhắc lại một lần nữa đó là cái nhắc nhở chung những ai mà đi tập thể dục ngay cả cái chuyện mà đi bộ uh, quanh ở những cái con đường nhỏ mà quý vị thường đi thì cũng phải chuẩn bị là cái thời tiết nó nóng quá cho nên là chuẩn bị nước uống hoặc là nón hoặc à, là kem chống nắng đuổi thứ hết để bảo vệ an toàn cho mình Quý vị không trúng Powerball 1 tỷ đô la trong cái kỳ sổ số, số vừa rồi nhưng mà quý vị cũng đừng có uh, chán mình tiếp tục nuôi hy vọng thưa quý vị Mega lên tới 820 triệu đô và sổ vào ngày thứ ba sắp tới cho nên nếu mà quý vị à, à, chưa mua vé số thì mình vẫn còn cơ hội để đi mua vé số Mặc dù là không trúng được 1 tỷ như là cái người nào đó đã trúng rồi đội nón đen rồi Vô trong tiệm ôm mọi người khóc khóc rồi này kia đó Mà giờ tới bây giờ này cũng không biết là người trúng là ai Không ừ. phải là người đó hay không Nhưng mà quý vị nhớ là mình vẫn còn cơ hội Tại vì Mega lên tới 820 triệu Đây cũng là một trong những lần mà Mega lên được con số như vậy Rất là lớn à, Theo như cái bài báo ngày hôm nay viết đó thì đầu tiên hết nếu mà mình trúng 820 triệu đô mình có thể lãnh 30 năm hoặc là một lần một thôi với một số tiền rất lớn. Thế thì cái tiền thuế đó đó, đó là bao nhiêu trong 820 triệu đó? Thì trước tiên cái tiền thuế mà sổ số, số phải trừ ra ngay để đóng cho liên bang là 24%. Hmm. Tiểu bang không có trừ thuế mình nha tiểu bang và địa phương thì không có trừ thuế mình về cái tiền trúng số nhưng liên bang là 24%. Thế nhưng có nhiều người nói là ủa 24% mà sao tôi thấy lúc nào cũng còn như là chỉ còn có một nửa thôi à, tức là 50% lận mà. Thế thì bài báo họ viết mà tôi không có nhìn ra được cái cái thuế nó nằm ở đâu cả. Họ nói rằng là mặc dù tiểu bang và địa phương không có tính thuế lợi tức ở trên cái tiền trúng số nhưng quý vị cũng còn phải bắt buộc để trả những cái thuế khác order taxes là là cái gì mà lên tới gần gần một nửa số tiền mình trúng nếu mà 820 triệu đi mình trúng đi mà mình lấy liền một lần đi thì mình còn khoảng 400 triệu 400 400 triệu ở khoảng đó thì nếu mà liên bang thì là 24% thì còn những cái thuế khác là gì nữa cũng cộng lại là hai mươi mấy phần trăm hai mươi bốn nữa là 48% mươi phần trăm có thể là như vậy cho nên quý vị nhớ mua vé số nha à, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm một đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị có một cái tin là liên quan đến có cái nhiều cái chuyện nó rất là lạ. Ừ. À, đây là một người người sĩ quan mà người giống như là à, phụ trách về cái con chó, con chó cảnh sát đó. à, khi nay đó thì viên sĩ quan này ở bên uh, Ohio đang bị uh, nghỉ công việc tạm đình chỉ để chờ điều tra liên quan đến chuyện là cái con chó mà do cái người cảnh sát này phụ trách đó nó đã cắn một cái người tài xế xe tải trong lúc mà người tài xế xe tải này đã giống như là chịu cái sự khuất phục của cảnh sát rồi, có nghĩa là người tài xế đó đã quỳ xuống hai tay giơ lên trời ừ. nhưng mà con chó lại là nhào đến để mà tấn công cái người tài xế đó à, mặc dù là người ta không có đề cập đến cái chuyện là cái thương tích của người đó tài xế đó quá nặng chỉ biết rằng cái hình ảnh cái sự việc này nó xảy ra đó là ở tiểu bang ohio vào hôm 4 tây tháng 7 nhưng mà đến ngày 21 tây tháng 7 vừa rồi thì người ta mới bắt đầu người ta tung những cái cái clip này ra ông thị trưởng của cái thành phố này ông bắt đầu ông đưa ra để bắt đầu để điều tra xem xét coi như thế nào thì người tài xế mà lái xe tải này thì mới có 23 tuổi thôi anh là người ở tiểu bang Tennessee thì trên cái đường mà anh lái xe như vậy đó thì anh nói là khi mà đến cái cái khu vực này thì cảnh sát đã thổi lại Nói rằng yêu cầu anh dừng lại với lý do là vì một cái lỗi giao thông nào đó không có ừ. biết Nhưng mà lúc đó anh nói là uh, anh cảm giác là nó, lúc mà thổi thì anh không biết hay sao anh vẫn chạy. Nhưng mà khi anh nhìn phía sau đó, thì anh thấy cả 20 cái chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Anh nói rằng là tôi cảm giác là không an toàn cho tôi. Tôi cũng muốn tìm cách tôi dừng lại. Nhưng mà tại sao tới 20 xe cảnh sát và người nào giống như kiểu cũng là lâm lâm xuống ừ. để chỉ vào. Anh cảm giác không an toàn đó là lý do mà anh không dừng lại thì sau cùng đó cảnh sát sau một hồi rượt đuổi thì cảnh sát ở đây họ bắt bắt đầu họ giống như là họ giăng những cái lưới đinh đồ ra để yêu cầu là cái chiếc xe đó phải dừng lại thì lúc đó chiếc xe đã dừng lại rồi thì anh à, tài xế này bước xuống thì theo như cái lời cảnh sát có nghĩa là những cái video rồi những cái mà lời ở trong đó vang lên thì nói rằng là ở giống như là giơ tay lên quỳ xuống nếu không sẽ bị cái cái con chó đó đó nó sẽ tấn công thì anh này đã tuân thủ theo hết như vậy thì người ta lại nghe tự nhiên lấy thấy cái con chó cái con con chó khi nay nó tự nhiên nó lao tới nó tấn công ông này thì lúc đó mọi người mới nhào tới để mà kéo cái con chó ra ờ, người ta có nghe cái tiếng là ờ, đừng có thả chó ra lúc mà người kia đã giơ tay đầu hàng rồi người ta nghe cái tiếng như vậy tại vì nó là trên nguyên tắc đó là cái người mà quản lý con chó đó là phải luôn luôn cầm cái sợi dây ừ. buộc nó lại không có cho nó nó vùng nó chạy nhưng mà tại sao người ta không hiểu được là lý do tại sao lúc đó con chó lại nhào đến tấn công thì hiện bây giờ con chó cũng bị kỷ luật bằng cách nó bị nhốt vô trong chuồng <cười> <cười> nó bị nhốt vô trong chuồng còn người mà quản lý có con chó đó thì cũng đang để chờ điều tra mà người ta nói về nói là đây là cái sự việc lần đầu tiên mà nó xảy ra ở cái khu vực này Mặc dù là cái người mà cảnh sát mà đang bị điều tra quản lý hai con chó đó đã từng trước đây anh được có nhiều cái bài báo viết về anh lắm giống như anh một là cũng một cái vi sĩ quan này cũng là một người nổi tiếng à, rồi ông là người phụ trách giữ tới hai con chó lận nhưng mà bây giờ người ta chưa biết là một trong hai con đó con nào là con đã cắn ừ. cái người tài xế kia và họ làm thấy rất là là âm ý chứ không phải là chỉ là một cái vụ bình thường thôi. Ngọc Lan đang nói về tin con chó nó phù hợp với cái bản tin mà tôi sắp sửa nói đây nữa thôi với quý vị cũng là con chó quý vị thấy cái hình ảnh chúng tôi đang đưa lên trên màn hình đây đây là một trong những cái gọi là xe bán cày tơ xe bán thịt chó nhưng nhưng cái cuộc khảo sát của hiệp hội những người yêu thích động vật cho biết là là cái cuộc khảo sát về tình hình tiêu thụ thịt chó hiện tại bây giờ nó đã giảm rất nhiều rồi. Riêng tại Việt Nam thì không phải mình nói là ở tại kinh tế khó khăn làm ăn giờ càng ngày càng khó, người ta càng ít đi ăn nhậu nhẹt hơn nó thì cái cái vấn đề về kinh tế đó làm chỉ là một phần thôi. Cái nhận thức của giới trẻ về thịt chó bây giờ nó càng cao. Chó bây giờ nó là chó mèo nha, là thú cưng trong nhà. Rồi, cái lớp người cao niên trước đây đó thì vẫn thường nhậu với thịt chó vân vân đi ừ. thì bây giờ họ lại có nhiều cái món để họ nhậu hơn rồi ừ. chứ không phải như cả là trăm năm về trước là họ chỉ có mỗi là thịt chó là dễ kiếm nhất thôi bây giờ họ có thịt heo rừng là có thịt nai thịt dê này kia đó cho nên họ cũng có thể nhậu với nhiều cái món khác mà ngoài thịt chó ra ừ. rồi gặp trẻ ở trong nhà nó đi học nó lớn lên nó về nó khuyên ngăn ông nội ông ngoại đừng ăn thịt chó nữa chó là thú cưng cho nên nghe riết rồi quen Cho nên thấy thấy con chó nó là bị làm thịt cũng tội nghiệp Thôi không có mua thịt chó về nhậu nữa Đó là chưa kể nha Bây giờ thời buổi bây giờ ở bên Việt Nam đó Người ta nhập cảng vô được rất là nhiều những cái món ăn ngon trên thế giới Thí dụ như là về bánh trái thì có bánh trà bông rong biển Rồi về sữa trà sữa bô ba Rồi nào là những cái món ăn mà gọi là, anh mà gọi là có thể ngồi nhâm nhi được này kia đó những cái món là người ta nói là có thể bày ra bất cứ lúc nào ra tiệm mua là có ra tiệm mua là có chứ không phải như hồi xưa nó thiếu thốn đồ ăn cho nên người ta nghĩ đến ngay là cái con chó gần nhà mà giờ ai má mang tới một con mà bán đó, mà gần nhất đó là giết con chó nó làm thịt ngay thì bây giờ nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn cái sự hiểu biết của người ta nhiều hơn thúc đẩy của các cơ các cơ quan mà yêu động vật đó, nên càng ngày nó càng nhiều hơn à, cuộc khảo sát cho thấy 88% người dân Việt Nam đồng ý với việc là chó, mèo là thú cưng và không nên làm thịt chó. Luật của Việt Nam không cấm ăn thịt chó, không cấm bán thịt chó. Nhưng có khuyến cáo đừng ăn thịt chó, đừng ăn thịt mèo vì nó cũng có nguy cơ gây ra bệnh. Đó. Dân Việt Nam thì nói rằng là nhà nước nên có một cái luật nó rõ ràng. Cấm bán thịt chó, cấm ăn thịt chó luôn. Chứ đừng có khuyến cáo là đừng ăn hay đừng bán, chứ không cấm. Là tại vì họ nói rằng là ăn những cái thịt đó, đó thì nếu mà không uh, chuẩn bị nó sạch sẽ kỹ càng đó thì sẽ gây ra bệnh này kia cho nên uh, luật của Việt Nam thì là không không cấm nhưng mà chỉ khuyến cáo nhưng mà càng ngày thì cái giới trẻ càng lớn lên và càng mang về những cái kiến thức mà mình đã học được hay là mình đã biết được về chia sẻ với người lớn cho nên uh, dần dần đó ở ở Việt Nam hiện nay đó người ta nói rằng là Gần như là tới 88% Những cửa hàng bán thịt chó Biến mất hết rồi oh, yeah. Cũng hay <laughs> Thưa quý vị uh, Trong thời gian qua chúng ta thấy là nhiều người Họ đã có những cái hành động gọi là gian lận uh, Vào cái lúc mà Covid-19 đó họ nộp họ xin những cái tiền trợ cấp của chính phủ để giúp cho những cái doanh nghiệp à, thoát qua khỏi cái khủng hoảng của thời Covid-19. Thì những những người mà bị người ta giống như là chính phủ điều tra rồi đưa ra tòa rồi truy tố rồi bắt bỏ tù đó thì mình thấy hồi trước giờ những cái số tiền lên tới từ bạc triệu trở lên không. Ừ. Nhưng mà bây giờ là có một một người này là nhân viên của một phòng mà thí nghiệm mà của NASA có cái uh, cơ quan đặt tại uh, Barcelona Pasadena anh vừa mới bị truy tố ngày hôm thứ hai mà cái số tiền á anh này nhận á chỉ có khoảng 150.000 đô la thôi, ừ. 150.000, có nghĩa là đây là số tiền mà từ hôm trước giờ mình thấy liên quan đến gian lận Covid-19 thì đây là có số tiền ít nhất. À, anh này cũng dựa vào cái 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 lúc đó để anh ta làm những cái hồ sơ anh ta nộp, anh ta vay tiền cho những cái, cái doanh nghiệp nhỏ của mình nhưng mà anh ta lại lấy tiền đó để làm gì trồng cần sa rồi là trả tiền những cái nợ cá nhân của mình anh ta trả nợ cái đó thì bây giờ có người tố cáo thì anh ta bị truy tố thì anh ta ngoài cái chuyện bắt buộc phải trả lại số tiền đó thì anh ta có thể mà bị phạt tù nữa à, đồng thời đó Tại sao mà những người này mà bị truy tố là hầu hết là đều do có những người khai báo Và dưới những cái bản tin này bao giờ người ta nói Nếu quý vị biết rằng những ai đã có những hành vi gian lận, uh, lừa đảo Những cái uh, trong cái Covid-19 đó Quý vị hãy gọi báo cho cái giới hữu trách biết Thì người ta sẽ điều tra Thì gần ng như ng Ngọc Lan nghĩ chắc anh này cũng là người mà bị báo như vậy uh, Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế giới. Xin kính chào quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chinh và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Chewy G chuyên bán nệm con su khứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714-591-5311, 591-5311 Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Thảo yên. Hoàng Trọng Thuyền trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay thứ ba. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đầu tiên là thời tiết trong ngày có còn nóng nữa không Thảo em? vâng thưa quý vị và thưa anh ở tại quận cam đó thì cái nhiệt độ nó cũng xem xem như ngày hôm qua thôi à, không có nóng à, không có bị giống như là nóng hơn nhưng mà bắt đầu từ khu vực mà San Bernardino rồi đi ngược giờ dần trở lên đó thì họ vẫn khuyến cáo về à, giống như là heat wave từ đây cho đến ngày thứ năm luôn thưa quý vị. Cho nên nhìn chung đó à, hôm nay với lại à, ngày mai thì à, nhiệt độ ở tại Westminster Garden Row khoảng đâu là khoảng 85 độ là nóng nhất. Nhưng mà thứ năm thứ sáu đó thì nó có tăng nhẹ nhẹ khoảng đâu lên 87 độ. À, về phải từ chủ nhật cuối tuần trở đi qua đến thứ hai tuần sau thì mới thấy là nhiệt độ có giảm nhẹ nhẹ thôi quý vị. Trong cái đó trên tình hình thế giới ngày hôm nay à, Thế giới họ khuyến cáo về tình trạng nắng nóng Và đặc biệt trong tháng 7 này Chưa có năm nào mà họ nói rằng không chỉ nắng thưa quý vị Nhiệt độ nè, bão nè, cháy rừng, nắng nóng Thời tiết khắc nghiệt à, Cái khu vực mà phía bắc của quả đất á Bao gồm vùng Bắc Mỹ này Rồi à, khu vực châu Á Rồi sang đến vùng châu Âu tất cả các nơi này và hiện nay đó một trong những mối quan tâm vào ngày hôm nay là ở tại Hy Lạp vào đúng mùa cao điểm du lịch thì bộ du lịch Hy Lạp đang rất lo họ nói rằng họ đang hồi phục sau đại dịch Covid tức là sau mấy năm mà phải ngừng không có phát triển dịch vụ về du lịch đó giờ đây thì du khách đến đông hết rồi thì đùng một cái lại cháy rừng À, không những ở tại à, hy lạp ở các nơi trung quốc hoa kỳ và các à, quốc gia ở vùng nam phía nam của châu âu thưa quý vị rồi sang đến vùng châu phi à, khắp nơi à, họ đang rất là lo ngại hiện nay với cái tình trạng như thế này họ nói rằng nếu con người mà tiếp tục không có nỗ lực để làm giảm cái khí thải gây ảnh hưởng nhiệt độ toàn cầu đó, thì nhiệt độ sẽ còn tiếp tục gây ảnh hưởng. À, ở tại Hoa Kỳ này thì thấy nắng nóng từ California sang đến phía Florida luôn. À, quý vị cư dân ở Florida đều cho biết là trong thời gian qua họ bước ra ngoài nhà đó, họ cũng cảm thấy mệt mỏi và có người đó không quen đó bị sốt nhiệt luôn. Và đó là tình trạng họ nói rằng phải nỗ lực cả thế giới chúng ta sẽ thấy tiếp tục Hoa Kỳ và kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia mà có cái tình trạng mà thải ra cái khí gây ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu đó sẽ phải ngồi xuống tiếp tục thảo luận về đề tài này họ sẽ có nhiều lý do để mà giải thích và kêu gọi các quốc gia hợp tác nhiều hơn nữa trong cái đó tình hình tài chính tại Hoa Kỳ sáng nay thế nào à, hơi trì à, trệ một xíu một phần thị trường cũng đã tăng tốt trong cả tuần lễ vừa qua. Dow Jones hôm nay lên được 9.5 điểm, nhưng bây giờ vẫn đang dậm chân ở mức 35.420. Nasdaq lên được 53 điểm, S&P 500 lên được 5 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 3,9, 30 năm cũng 3,93 mà thôi. 10 năm và 30 năm hầu như tương đương với nhau, nhưng mà riêng với 5 năm vẫn là 4,1% cho đến khi nào chúng ta thấy rằng là công trái phiếu 5 năm mà thấp hơn 10 năm thì lúc đó cái tình trạng mà đảo ngược phân lời mới được quan tâm có nghĩa là làm giảm cái mối nguy cơ dẫn đến suy thoái nhiều hơn dầu vẫn lên 39 sen 79 đồng 10 sen vàng xuống 40 sen 1961 đồng 80 sen À, giá lúa mì các loại ngũ cốc trong mấy ngày hôm nay đều tăng rất mạnh bởi vì các đợt tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhắm vào các cảng xuất cảng ngũ cốc. Hiện nay đó thì đang gây ảnh hưởng đến vùng châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Trung Đông. Nhưng mà họ sợ rằng với ít nhất là 60.000 tấn ngũ cốc bị phá hủy trong cái đợt tấn công đó thì họ sợ rằng đe dọa cái nền an ninh về lương thực trên toàn cầu à, Liên Hợp Quốc ngày hôm nay tiếp tục kêu gọi à, Nga hãy quay trở lại bàn đàm phán về thỏa hiệp xuất cảng ngũ cốc ở vùng Hắc Hải. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ông Police Chief của Sở Cảnh sát Hoover, tiểu bang Alabama, nơi xảy ra cái kỳ án mà cô gái 25 tuổi bị bắt cóc đó thưa quý vị. Thì cuối cùng, trong cái cuộc họp báo, ông đã đọc một cái bản, họ gọi là cái bản statement á nghĩa là Cô này cổ vẫn không có đối diện với cảnh sát cổ khai nhưng mà thông qua luật sư của mình thì cuối cùng ông luật sư đã nói là cổ thừa nhận là thứ nhất không có một cái đứa nhỏ nào cả và thứ hai là cổ không hề bị bắt cóc à, và... dựng chuyện đúng rồi yeah. và thứ ba nữa à, cổ cũng nhấn mạnh là tất cả mọi chuyện này là do cổ làm không có sự trợ giúp của ai hết thì chắc là để dọn đường cho gia đình ừ. của cổ không có bị uh, dính líu à, tuy nhiên ông uh, police chief ấy, thì uh, ông nói là um, theo như cái statement đó thì cổ thừa nhận là cổ chưa hề rời khỏi cái khu vực thành phố Hoover, nhưng mà trong cái statement thì cổ lại không nói là trong 49 tiếng đó cổ đã đi đâu, cổ trốn ở cái chỗ nào à, và cổ cũng có khai là giống như mấy tuần liên tục đó chúng ta nghe là cổ nói là cổ bị bắt cóc đến một căn nhà nhưng mà không biết làm gì trong đó thì cái chi tiết có thêm nữa là cổ nói là cổ bị một người đàn ông với một người đàn bà ở trong căn nhà đó lột hết quần áo ra rồi chụp ảnh của cổ nhưng mà tất cả đều là xạo hết thưa quý ừ. vị à, thế nhưng à, bây giờ phía sở cảnh sát đó họ nói rằng đáng lý ra ngày hôm qua đó là họ sẽ có một cái buổi interview thứ nhì với cô này nữa nhưng mà cuối cùng cổ hủy và cổ thông qua luật sư đưa ra cái bản statement đó nhưng mà bây giờ cảnh sát họ nói rằng họ vẫn giống như là không vẫn chưa để yên cho cái chuyện này họ vẫn muốn nói chuyện với cổ một lần cuối cùng để lấy thêm thông tin tại vì à thứ nhất bây giờ cảnh sát vẫn muốn nói là vẫn muốn biết là trong 49 tiếng mà cổ nói là cổ bị bắt cóc đó, cổ đã ở đâu và cảnh sát bây giờ họ tin là với tất cả những cái chuyện như thế này phải có người giúp cổ là trong giống như là cổ trốn ở cái nhà nào chẳng hạn hay là khi mà cổ trước khi trở về nhà rồi gọi báo cảnh sát là cổ về nhà khóc lóc này nọ đó thì có phải là gia đình của cổ đã biết rồi hay không thì bây giờ cảnh sát họ vẫn muốn biết cái chuyện đó. Và à, phía à, cảnh sát Hoover đó họ nói rằng họ đang nói chuyện với văn phòng công tố của quận để mà xem xét xem là sẽ có truy tố cái trường hợp của cô này không có một chi tiết mà ngay từ đầu uh, chúng tôi đã tường thuật gửi đến quý vị đó là có người và cảnh sát cũng uh, thẩm vấn được những người này trong một cái uh, motel, motel vâng. là thấy có một số người đã vào đây và dường như cô gái này ở trong đó trong 48 tiếng những người này có phải là gia đình mẹ hay là bạn trai của cô mặc dù người bạn trai sáng ngày hôm nay tuyên bố đó là y cảm thấy ghê tởm thậm chí dùng cái chữ disgusting ghê tởm sau khi nghe chính người bạn gái của mình thú nhận với mình là cô dựng chuyện anh là người ngay từ đầu đó đã đứng ra bảo vệ cô gái và thậm chí anh cũng liên lạc với cảnh sát à, nằm trong cái nhóm thiện nguyện để đi tìm vì là bạn gái của mình mà Thì hôm nay theo lời thuật lại thì nói rằng anh cảm thấy ghê tởm Nhưng mà có phải anh cùng với mẹ và những người thân trong gia đình Biết được cô con gái mình ở đâu Đến để mang về nhà Sau đó thì mới dựng chuyện lên nói rằng 48 tiếng Cô đã quay trở về nhà Thì những cái chi tiết này rất là mơ hồ Và đó là lý do tại sao cảnh sát vẫn muốn nói chuyện một lần nữa trong ngày hôm nay một phần đó là để liệu xem có sẽ ngày hôm qua cuộc họp báo đó, cảnh sát trưởng chưa có những cái tuyên bố liên quan đến việc mà truy tố hay không họ đang vẫn đang chờ phía luật sư thì có vẻ như nói rằng cô đã trong cái tình trạng tâm thần như thế đó và bây giờ thực sự có mỗi mình, mình, mình cô liên can trong cái vụ này thôi và thường đó luật sư với phe công tố sẽ phải thảo luận với nhau để đi đến một cái dàn xếp nhằm giúp cho cô tránh phải ở tù có thể là công việc thiện nguyện vân vân chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Natural Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Mời quý vị trở lại với thời sự thế giới một bản tin đã gây chấn động trên toàn cầu Trong đó Thảo Yên chúng tôi cũng không lắc đầu không biết chuyện gì đã xảy đến với cái suy nghĩ của Elon Musk Sau khi công ty tuyên bố thay con chim <laughs> thành chữ X Cả hai đều có những cái ý nghĩa rất là đặc biệt trong mạng xã hội ngày nay À, Lẽ đương nhiên họ có cách giải thích và chúng tôi sẽ đưa ra cái cách giải thích này để quý vị xem có chấp nhận được hay không. Thực sự thì Twitter à, gặp một số các vấn đề về quảng bá cho nên họ cạnh tranh không nổi với nhiều mạng xã hội khác cho nên nghĩa là chật vật để kiếm lời lắm. Mặc dù cổ phiếu thì mạnh mẽ rồi hàng triệu người vào để tweeting mỗi ngày. Nhưng mà ông Elon Musk á Ông vẫn muốn có một trang mạng xã hội riêng và đó là lý do ông nghĩ ngoài các công ty của mình, Tesla tới X, SpaceX và nhiều công ty khác nữa, bao gồm một công ty chuyên môn đào hầm, đường hầm. Đó, thì uh, sau khi mà lấy trong suốt thời gian qua, quý vị có thể tưởng tượng đó, uh, Twitter mất tới hơn 50% khách hàng quảng cáo lỗ chẳng gọng luôn, lỗ khủng khiếp luôn. Ngoài cái số tiền mà 44 tỷ mấy gần 45 tỷ bỏ ra đó thì hàng tháng đó cũng phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mà bảo trì nhân viên. Thế nhưng trong suốt thời gian qua không thấy có khả năng để có thể à, phát triển được. Thì Elon Musk thực ra đó thì Elon Musk ngay từ đầu đó ông đã nói rằng À, ông lấy lại mạng truyền thông xã hội này nhưng mà ông có cái hướng nhìn xa hơn một cái viễn tượng lâu dài hơn không chỉ là gửi tin nhắn mà ông muốn tạo ra một mạng có thể người vào hoạt động đủ mọi thứ hết à, tương tự như facebook chính facebook về sau này đó mặc dù giữ facebook nhưng mà có thêm instagram rồi sau đó lập ra công ty mẹ là Meta. thì có thể theo uh, những người chủ trương tuyên bố ngày hôm nay elon musk thay đổi twitter thành x twitter uh, elon musk nói rằng ông muốn dùng công ty x này để làm một trung tâm cho tất cả mọi người cùng vào sinh hoạt trực tuyến có nghĩa là vào đó làm gì Thuyết cũng được à, Gửi video hình ảnh tin nhắn Trao đổi thậm chí mua bán luôn Thì đến sáng ngày hôm nay à, cũng có hơi trục trặc một chút xíu à, Bởi vì công ty Twitter có trụ sở ở Bắc California Thì các nhân viên xuống gỡ bạn <laughs> Họ tháo đi cái chữ Twitter Tháo luôn cả con chim xanh luôn nữa Thay thế bằng chữ X Đây là thiết kế mới nhất của chữ X thưa quý vị thì bây giờ những người lên mạng đó hồi sáng nay sáng sớm nay lúc mà họ lên mạng họ thấy cái chữ uh, Twitter với con chim nó biến mất rồi mà thay đó bằng chữ X đó, thì đa phần vào đó để chọc quê Elon Musk họ nói ngày hôm nay chắc có lẽ là không còn tweet cho tôi nữa mà quý vị hãy X cho tôi hoặc tôi sẽ X cho quý vị có người còn chọc ghẹo nói cái chữ X này nó cũng mang cái ý nghĩa khá ư là bậy bạ. Bởi vì khi một cuốn phim để chữ X-ray có nghĩa là dành cho người lớn 18 tuổi mới xem được có nội dung khiêu dâm. Khi mà X-ray. Rồi X-ray cũng là chụp quang tuyến X. Rồi X cũng có nghĩa là họ đề cập tới. Ô, oh, chắc ông muốn nói tới cái người X tức là vợ cũ của mình hoặc là bạn gái cũ It's my X vân vân. À, thì bây giờ cái hình ảnh con chim không còn nữa. Elon Musk á không có tập trung vào con Twitter, con chim nữa. Ông nói đó chỉ là một trong những điểm nhỏ sinh hoạt của cả một cái hệ thống lớn này. Cho nên muốn dùng chữ X như là SpaceX. Cái chữ X này để bao gồm mọi thứ. Thì chưa biết được phản ứng của những người lên mạng ngày hôm nay họ có tiếp tục Um, ghi danh để làm thành viên của X rồi vào X này ông hứa hẹn là X sắp tới sẽ là một cái trung tâm để mọi người có thể vào thì cứ vào đó vào X đi thì tiếng sau tuy nhiên một trong những vấn đề khó khăn hiện nay thưa quý vị đối với cái chữ X đó Microsoft đã làm chủ cái brand X này trên mọi cái chữ của computer có nghĩa là về mạng điện toán đó nếu quý vị mà dùng chữ X này cho một thương hiệu của mình có dính líu đến mai đến uh, computer thì Microsoft sẽ để đơn kiện ngay và đây là nhãn hiệu cầu chứng tại tòa của Microsoft đặc biệt về computer thì không biết được cái chữ X này uh, có thể là th Twitter uh, Elon Musk biết được điều đó cho nên À, ông sẽ không đụng tới vấn đề computer, nhu liệu gì đó nhưng mà chủ trương là nhiều cái vấn đề về mạng xã hội khác. Và um, quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, cảnh sát tại Miami, Florida uh, sáng ngày hôm nay cho biết là họ vẫn đang điều tra một cái chuyện đó là có một ông uh, director của sở cảnh sát ở đây uh, vì chuyện tình cảm gia đình mà hôm uh, cuối tuần đó đã tự sát thì đây là ông Alfredo Ramirez, 52 tuổi. Thì à, theo như hồ sơ của sở cảnh sát Miami đấy đó, vốn lúc mà chiều chủ nhật đó là họ đã được gọi đến cái tầng thứ 12 của khách sạn Marriott à, ông này ở đó giống như ông có những cái hành động bất ổn à, thì chắc những người ở đây họ sợ cho nên họ gọi cảnh sát thì khi mà đến thì họ nhận ra ông tại vì ông là director của sở cảnh sát ở đây à, nhưng mà lúc đó thì sau khi nói chuyện thì ông cũng có vẻ bình tĩnh và ông cũng à, giống như là ông nói với cảnh sát là ông đã suy nghĩ lại rồi à, ông sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân hay là những người ở đây thì chắc cảnh sát thấy ông nói chuyện lại bình thường cho nên họ bỏ đi nhưng mà họ vẫn ghi nhận à, đây là một cái trường hợp à, domestic dispute giữa hai vợ chồng ông Ramirez à, tin tức thì không nói là bà vợ có mặt ở đó hay không. Thế nhưng cảnh sát họ không ngờ là sau khi mà họ đi khỏi đó thì chỉ một thời gian ngắn sau ông một mình ông Ramirez ổng lái xe lên Interstate số 75 và ổng đầu bên đường và ở đó ổng đã dùng, uh, lấy súng ra tự bắn vào đầu mình. Uh, thì chắc người dân ở uh, ở trên cái cái freeway họ nghe tiếng súng nổ họ gọi cảnh sát thì cảnh sát đến và đưa ông vào bệnh viện thì sáng ngày hôm nay phía cảnh sát cho biết là à, cũng may là giống như là cái cái viên đạn nó không có găm vào chỗ hiểm cho nên là ông đã thoát được vẫn còn sống nhưng mà sẽ trong thời gian sắp đến sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật thì bây giờ báo chí địa phương họ chỉ tìm được tin tức đó là ông Ramirez đã cùng với người vợ hiện nay của ông đó là họ vốn quen biết nhau từ thời còn học trung học rồi sau đó đám cưới lạnh cũng giống như là ba mấy gần bốn năm rồi cho nên có thể là vì cái chuyện tình cảm gia đình người vợ có thể chắc muốn ly dị hay sao ông chịu không nổi cái đã kích mà đã làm cái chuyện quẩn như vậy một giây phút yếu lòng giận hờn. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Cao Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả Không biết quý vị có xem đá banh nữ hay không Thực sự mà nói với Thảo Yên à, Thảo Yên thì không có xem rồi nhưng mà à, uh, trong những cái trận trước đây từ 2019 là đội tuyển Hoa Kỳ đoạt giải vô địch thế giới đó chúng tôi theo dõi rất nhiều và thời gian đó quý vị cũng còn nhớ mình lên mình bàn tán dữ lắm thì có thể là à, sau mấy năm nhất là bây giờ đó nó thiếu đi cái trận đá banh nam cho nên à, họ xem đỡ đá banh nữ nhưng mà thật sự nếu quý vị chịu khó vào xem thì quý vị sẽ thấy rằng nó nhiều thú vị lắm à, năm nay đó đặc biệt là bạn bè của chúng tôi nói là họ cũng không ngờ khi mà xem bắt đầu sôi nổi trở lại đó cũng không ngờ đội đặc biệt là đội nữ trong đó có cả Việt Nam mình thấy cũng đá quá <laughs> chạy khủng khiếp đá khủng khiếp luôn cho nên thú vị để xem đội tuyển nữ hơn một phần lý do là chúng tôi thấy họ đá rất là thực sự là nhiệt tình thắng không có cái màn mà đá giả bộ trên sân như là những cái đội nhất là mấy cái đội nam Mỹ kể cả Brazil đó đá cứ giả bộ như là bị té ngã rồi ôm chân xong đứng dậy đi tình bơ không có cũng có một chút xíu đối với đội nữ cũng chơi xấu này nọ nhưng mà không có đội mà giả chết <laughs> như những cái đội nam lừa đảo dữ lắm à, và qua đó họ thấy họ đá nghĩa là hết mình như vậy đó mình thấy cũng rất là vui để mà xem hào hứng À, và điểm đáng chú ý là trong cái trận ngày hôm qua có một trận đã gây bất ngờ vô cùng Là đội đồng chủ nhà Úc với Tây Ban Nha, à, Úc với Tân Tây Lan, đó, New Zealand Thì trong đó Philippines lần đầu tiên tương tự như Việt Nam vào World Cup Women World Cup 2023 lần đầu tiên à, Philippines thua trước đây Nhưng mà trong trận đụng độ với đội đồng chủ nhà Tân Tây Lan thì thắng một quả một không và điều này đã khiến ngăn chặn cái đà thắng thế của New Zealand bởi vì chỉ cần thua New Zealand là New Zealand thắng hai trận là đủ điểm để vào bên trong thì bây giờ New Zealand lại phải chật vật bên cạnh đó đó một trong những cái trận mà cũng khá bất ngờ nhiều người nói chúng tôi biết sáng ngày hôm nay là họ bắt đội Nam Hàn và chúng tôi cũng thấy ồ oh, ai cũng đặt cái niềm tin mà ngay cả người dân nam hàn nữa cổ vũ nhiệt tình vô cùng đội nam hàn mặc dù đụng với đội cũng khá là mạnh colombia của nam mỹ và họ nghĩ rằng một là thủ hòa hai là thắng được một quả nhưng mà không ngờ thua tới hai quả đau đớn bây giờ korea uh, republic nam hàn phải chật vật hơn nữa những cái đội là thua đó rất là chật vật bởi vì thua một trận nữa Thậm chí thủ hề một trận nữa đó Thì cái Cơ may vào được vòng trong rất là khó à, Còn các đội thắng mà thủ hề hai đội Thắng mà thủ hề họ được 3 điểm để vào à, 4 điểm à, Để vào bên trong à, Ngày à, thứ à, Ngày hôm nay là Tối nay thì có đội Trận này rất hay Nhật Bản đụng với Costa Rica Rồi à, thứ à, tư đó Ồ, 6 giờ chiều rất là may đội tuyển nữ đá đúng 6 giờ chiều Quý vị, nhất là chúng tôi không phải thức khuya để xem Vì sáng còn đi dậy sớm Cho nên 6 giờ chiều ngồi Nghĩa là chuẩn bị ăn tối và xem đá banh Còn gì tuyệt vời bằng à, Hoa Kỳ đụng với Hà Lan Đây cũng là cái trận mà chung kết từ 4 năm trước à, Hoa Kỳ đã đụng Hà Lan, thắng Hà Lan à, Giờ đây thì à, theo bản chất Thì Hoa Kỳ thắng 2-0 đối với Hà Lan một trận rất độc đáo. Ngày ngày mai đó thì thực sự có mỗi trận này là đáng để xem. Còn đội Spain với Spain mạnh lắm, Spain được đề cập có thể là đội mạnh nhất trong trận chung kết năm nay đó, chưa biết được. Thì đó là những cái khuyên hướng của giải túc cầu thế giới nữ hiện nay bên cạnh đó mời quý vị nhớ đón xem các bình luận về túc cầu thế giới với đội nữ Vâng thưa quý vị Trong khi đó vào sáng sớm ngày hôm nay Ông thống đốc Florida Ron DeSantis à, Xui xẻo trên đường đi đến một cái à, đi vận động tranh cử Thì bất ngờ bị à, tai nạn xe Thì phía báo chí địa phương cho biết là Vào khoảng à, trước 8 giờ 15 phút đó à, Cái đoàn xe của ông gồm 4 chiếc Nhưng mà không biết ông ngồi trong cái chiếc nào Họ đang ở trên Interstate số 75 Thì à, bây giờ đó à, nhân chứng những chiếc xe khác họ ghi nhận là cái chiếc đi đầu tiên trong cái đoàn xe của ông đó bất ngờ thắng gấp à, khiến cho ba chiếc sau đó không có phản ứng kịp cho nên là họ đụng với nhau à, nhưng mà may mắn là ông de santis bản thân ông thì không có bị thương tích gì cả chỉ có một người nhân viên nữ bị thương nhẹ thôi à, sau đó à, cô này cổ từ chối đi vào bệnh viện và cả cái đoàn xe của ông de santis thì vẫn tiếp tục theo lịch trình là đi đến Đến, um, uh, thành phố Chattanooga ở tại Tennessee để mà ông sẽ xuất hiện trong uh, cái buổi vận động tranh cử tối ngày hôm nay thưa quý vị. Thì uh, được biết là trong suốt nguyên tuần này luôn, uh, ông lịch trình của ông khá là bận rộn, ông sẽ đi uh, đến ba uh, bốn tiểu bang để mà vận động tranh cử. Thì uh, theo như một số tờ báo um, Uh, chính trị mà thiên về đảng cộng hòa đó thì tính cho đến giờ phút này uh, tên tuổi của ông ông đang nhận được khoảng gần 19% ủng hộ của cử tri cho đảng cộng hòa thưa quý vị. Có 19 thôi. Vâng. Phù ông Trump xa quá mà khổ bây giờ ông Trump thì sắp tới đây thưa quý vị một cái danh sách trong năm 2024 bao nhiêu những cái vụ kiện ra tòa ông Trump phải ra vào cái thời điểm À, quan trọng nhất cái điểm mà hot nhất để ra vận động tranh cử từ tháng 3 cho tới tháng 4 sang năm và cũng vào rơi vào cái thời điểm mà Đảng Cộng hòa sẽ chính thức có một cuộc họp đại à, hội của đảng để bình chọn ra một nhân vật làm à, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nhưng mà ông Trump trong khoảng thời gian đó sẽ vô cùng bận rộn. À, hiện nay thì à, phía luật sư vẫn tiếp tục à, làm việc để à, tìm kiếm những cái con đường à, biện hộ cho ông tránh những cái tội mà nặng nhất trong đó à, sắp tới đây sẽ là tội liên quan đến ngày vụ bạo loạn vào 6 tháng riêng ở tòa nhà quốc hội à, nước nga trong thời gian qua họ nói rằng có thể lên tới 300.000 binh sĩ nga đã thiệt mạng hoặc là thiệt mạng chúng tôi đã đừng, từng đề cập đó một người chết ở chiến trường thì có ba người bị thương cái cuộc mà tổng uh, tuyển binh của nga trong uh, suốt thời gian qua đó đã thiệt hại nặng nề và vì thế không thể nào mà không tiếp tục đưa những đứa con của tổ quốc này ra chiến trường để chết hết thì bây giờ những người thanh niên ở nga rất lo bởi vì ngày hôm nay Bản tin ghi nhận đó là Điện Kremlin công bố phía Hạ viện đã đồng ý nâng tuổi tối đa để nhập ngũ từ 27 lên thành 30. Trước đây là chỉ đến 27 thôi. Sau 27 là không cần quan tâm nữa. Thì những người hôm nay bước sang tuổi 28, bước sang tuổi thậm chí 30 thì họ nhận được giấy tờ. Thêm nữa đó, khi mà một thanh niên rơi vào tuổi 30 chiếu theo đạo luật mới nhất này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thì tất cả những người mà đủ 30 tuổi đó phải đăng ký, nhập ngũ hoặc là phải ghi danh, không có chờ đợi. Bởi vì họ nói Quý vị nào đủ tuổi nhập ngũ đó, tức là vào sang năm đủ 30, tức là thậm chí ngày 1 tháng 1 là 30 tuổi đó thì ngay lập tức họ không cần thiết phải nhận được giấy báo mà phải lên trên mạng để báo là tôi đã đến tuổi nhập ngũ và cái việc mà phục vụ trong quân đội như thế nào theo cái uh, quy định và đạo luật mới do hạ viện uh, Duma của Nga đưa ra. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin chi tiết ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến tình trạng mà phía Điện Duma của Nga đưa ra thông qua một đạo luật và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 kêu gọi nhập ngũ nâng tuổi lên 18 tới 27 bây giờ 18 tới 30 luôn. Những người tân binh này sẽ phải phục vụ quân đội trong vòng 1 năm. Mặc dù họ không nói đưa ra chiến trường không có chuyện đó bởi vì đưa ra chiến trường là bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong thời gian qua những người mà đã bị thậm chí đến nhà bởi vì tìm cách trốn bị bắt đưa lên và thậm chí thảy ra ngoài chiến trường điều đó không ai cấm putin làm cả cho nên những người dân nga ngày hôm nay bắt đầu rất là lo sợ nhiều người đang đã tìm cách trốn bây giờ họ có cả mấy trăm ngàn thanh niên nga đã rời khỏi nước rồi trong thời gian qua giờ đây cái tuổi nhập ngũ mà lên tới 30 đó thì trong tình trạng này ngay cả những người có gia đình mà người Nga đôi khi 21, 22 tuổi họ lập gia đình rồi, bây giờ có những người có con mà cũng không, không biết được lúc mà mặc dù trên nguyên tắc là chỉ phục vụ dịch vụ quân sự trong vòng một năm thôi. Nhưng mà trong vòng một năm đó, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị gửi ra chiến trường. Trong thời gian qua, quân đội Nga suốt 10 năm qua đó, họ được tập luyện quân sự đó. 300.000 binh sĩ đã được gửi ra chiến trường chết gần hết rồi, bị thương rồi. Rồi trong cái đợt mà trước đây cả thêm cả trăm ngàn nữa cũng bị thương vong. Bây giờ tiếp tục đợt mới này và sẽ còn kéo dài. Bây giờ họ nâng tuổi này lên để nhằm mục tiêu có thêm được cái số lượng binh sĩ nhập ngũ trong trường hợp cần thiết. Và đây là trong thời bình. Nhưng mà đối với nước Nga hiện nay đang có cái cuộc chiến tranh đó thì cái vấn đề thời bình nó không còn nữa và vì vậy đó mặc dù trên nguyên tắc những người tân binh này họ được điều động quân sự là chỉ để phục vụ trong vòng một năm nhưng mà không ai có thể ngăn cản cái chuyện trong vòng một năm đó quân đội nga đưa những người này ra chiến trường của ukraine và quay trở về những bản tin địa phương hoa kỳ thì thưa quý vị cảnh sát ở tại chicago đang điều tra một cái chuyện xảy ra vào ngày hôm qua đó là một đứa nhỏ mới có 10 tuổi thôi nhưng mà đã à, dùng súng à, giống như là cố thủ nhiều giờ liền và đã bắn vào phía cảnh sát nữa. Thì à, cảnh sát ở đây cho biết là vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày hôm qua đó, họ được à, chắc những người sống trong căn nhà này gọi đến đây mà họ à, cái người mà gọi 911 đó thì họ nhấn mạnh là cái đứa nhỏ này đó à, chỉ có 10 tuổi và đang bị mental distress thì khi mà những người cảnh sát đầu tiên đến đó, là đứa nhỏ nó đã đứng ngay trước cái uh, cái 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 uh, trước nhà rồi và đang cầm một cây súng uh, thì chắc là uh, cái người gọi cảnh sát cũng đã nói với cảnh sát là đứa nhỏ này nó cầm súng thật cho nên khi đó là cảnh sát họ không có tiến vào họ ngay lập tức họ uh, tìm chỗ nấp và gọi SWAT team đến thì uh, sau khi mà SWAT team đến đó, thì trong lúc mà đứng đó đứa nhỏ nó người ta liên tục kêu nó bỏ cái súng xuống mà nó không bỏ và có những cái hành vi rất là bất ổn và cả một số lần nó còn tự chĩa cái súng vào người của mình nữa thì đến lúc đó phía SWAT team họ phải bắn một cái loại đạn chắc đạn khói đến cái chỗ nó đứng đó, thì nó bị ngạt và sau đó nó đi vào trong nhà nhưng mà vẫn tiếp tục cố thủ chứ không có đi ra ngoài thì tin tức không cho biết là ở trong nhà lúc đó còn có ai khác hay không thì một lúc sau đó uh, chắc khói nó tan rồi thì đứa nhỏ này lại tiếp tục đi ra ngoài nữa và lúc này đó thì nó đã bắn về phía cảnh sát một phát uh, nhưng mà may mắn là không có ai người cảnh sát nào bị thương cả thì uh, sau một lúc thì chắc có sự trợ giúp của SWAT team đó họ tiếp tục bắn đạn khói và cảnh sát xông vào đã trấn áp được nó thì bây giờ phía cảnh sát vào tối ngày hôm qua sở cảnh sát họ mở cuộc họp báo thì họ khẳng định là cái cây súng đó là được người ở trong căn nhà này mua hợp pháp có license nhưng mà đã không có làm đúng cái policy khi sở hữu súng đó là cất ở trong cái hộp có khóa à, nhưng mà giống như không bây giờ vẫn không biết là người ta cái người đó để cây súng ở đâu mà đứa nhỏ này nó lấy được thì bây giờ cảnh sát chỉ xác nhận là đứa nhỏ này thật sự cái ngày hôm qua đó cái tinh thần nó có vấn đề rất là nặng cho nên đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra nhưng mà bây giờ cảnh sát cũng không biết là đang họ đang cân nhắc là có nên truy tố cái người chủ sở hữu hợp pháp của cây súng hay không trong thời gian qua ở Texas người ta thấy đột nhiên cái số lượng mà di dân bất hợp pháp tìm cách vượt đường biên giới đặc biệt qua dòng sông Rio Grande thưa quý vị giảm tới hơn 30% trước đây 1.000 người đi bây giờ còn khoảng 700 thôi mà bây giờ những người này đó cũng đang gặp khó khăn có nhiều người đã phải quay trở lại bởi vì khi họ băng qua cái con sông này con sông có những lúc mà nước nó xuống đó, đi bộ qua tỉnh bơ thưa quý vị đây là hình ảnh của ngọn sông Rio Grande ở Texas á bước sang khu vực của El Paso. lý do là chính quyền của ông thống đốc Abbott trong thời gian qua họ vừa sáng kiến ra và đây là những người chống di dân đó, họ lập họ nói rằng bây giờ nếu mà mình dựng những cái phao mà trên những cái phao này có hàng rào kẽm gai đó thì chắc chắn những người này không thể vượt qua được và quả như như thế một cái đoạn đường mà muốn vượt qua cái đoạn này quá nhiều khó khăn nhiều người không trèo qua được vì quá nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng họ phải tìm cách nào đó đi xa hơn để tránh khỏi phải băng qua cái khu vực này. Nhưng mà rất là khó bởi vì qua cái con đường sông đó mà quý vị đi băng sang hơn đó thì lại là nước sâu không có bơi sang được. Đó cũng là lý do mà đã làm giảm được cái số tình trạng di dân bất hợp pháp vào đây. Tuy nhiên, phía ông Biden lại không hài lòng ngày hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ của ông Biden đã chính thức tuyên bố để đơn kiện chính phủ Texas và dựa trên cái tiêu điểm bất cứ một cái hàng rào nào mà xây dựng trên đường biên giới phải có giấy phép của lực lượng công binh Hoa Kỳ. À, lực lượng công binh là cái lực lượng mà quý vị thấy xây cảng và xây những cái đập nước ở ở phía biển Long Beach vân vân đó, hoặc là những cái hàng rào thì đó là lực lượng công binh và nếu một tiểu bang không xin giấy phép mà tự dưng dựng lên cái hàng rào này đó khá dài quý vị thấy không? Yeah. Mà băng qua đây được đó không phải là cái cái phao bình thường mà trên cái phao này nó có cả một cái hàng rào kẽm gai nữa, vi phạm và điều đó sẽ thấy Tòa án liên bang ở Austin, Texas sẽ thụ lý hồ sơ này. Chưa biết được khi nào họ, nhưng mà phía chính phủ Hoa Kỳ đó họ muốn đệ đơn khẩn cấp là yêu cầu tòa phải xét ngay. Nếu tòa nói rằng cái đường phao này bất hợp pháp đó, thì chính phủ Texas sẽ kiện lên tòa phúc thẩm và thậm chí lên tới tối cao pháp viện luôn. Nếu mà cần thiết, mà phía Texas họ nói uh, một trong những điều mà ông Albert lên án phía ông biden trong thời gian qua đó là vì đường biên giới từ mexico sang texas là gần nhất và cái số lượng người vào texas nhiều nhất mà trong khi đó chính phủ liên bang tức là ông biden ấy, không có hành động gì để hỗ trợ chính quyền tiểu bang cho nên tiểu bang phải tự ý mình em có hành động mà khi chúng tôi có hành động thì các anh lại ngăn cản chúng tôi có hành động này mà không đưa ra bất cứ biện pháp nào. Bên phía đại diện phát ngôn viên của chính phủ Biden tuyên bố ngày hôm nay đó, à, tiểu bang Texas phải đi theo những cái tiêu chuẩn, các quy định của chính quyền liên bang, đặc biệt là về vấn đề di dân. Chúng ta chờ đợi vụ kiện này đưa lên tòa liên bang sẽ như thế nào, sau đó chắc chắn sẽ lên tới tòa phúc thẩm, tức là tòa kháng án. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị tiếp tục giữ băng tầng này vào trong trang nhà Lưu Đội Sài Gòn TV, à, Lưu Độ Sài Gòn TV theo dõi phần live stream vào YouTube. Nhớ nhấn nút like, nút subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.